Thưa quý vị, Hoa Kỳ dự trù tăng thêm thuế với 200 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Quốc. Căng thẳng thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang với việc chính quyền Trump dự kiến sẽ tăng thuế 10% đối với hàng Trung Quốc tổng trị giá 200 tỷ Mỹ Kim, trong đó có các sản phẩm hóa chất, đồ gỗ, đồ giải khát, lốp xe. Loạt thuế mới của Washington không phải là điều ngạc nhiên bởi sau các biện pháp bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ được thông qua hồi tuần trước, chính quyền Mỹ đã báo trước là sẽ có thêm các biện pháp mới. Bản thuế nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 9 tới, nếu từ nay đến đó hai bên không đạt được một thỏa thuận nào. Như vậy, cho đến nay, tiếp theo hai đợt tăng thuế liên quan đến 16 và 34 tỷ Mỹ Kim hàng hóa, tổng cộng sẽ có 250 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Quốc bị áp thuế mới. Tổng thống Hoa Kỳ cũng từng đe dọa sẽ còn tăng thuế với tổng cộng 400 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Quốc, tương đương 4/5 tổng lượng hàng sản xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ.